Xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Mình là CEO. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với chủ đề mà như video lần trước mình đã nói, đó chính là tại sao mình không nên dùng kỹ thuật cao cho khán giả layman. Khán giả bình thường á, mình sẽ gọi là khán giả layman nha các bạn. Thì bây giờ cái clip này mình sẽ giải thích rõ luôn. Mà trước tiên là tại sao mình lại làm video này? Thì mình muốn á, là thực ra mình không, cái này nó không có sách vở gì cả, nó không, mình cũng không có một cái nguồn nào cụ thể hết. Đây chỉ là những cái gì mà mình đi trải nghiệm thực tế ngoài hàng thuyền mấy năm nay, và mình muốn chia sẻ lại kinh nghiệm này để mong là nếu như nó có giúp ích được cho những ai thích đi diễn thì mình vui thôi, chỉ là đơn giản là như vậy. Tại sao mình làm video này á, thì trước tiên mình sẽ dẫn chứng một câu chuyện mà mình rất là thích, là của một ảo thuật gia tên là Jeff McBride. Ông đó là một trong những ông diễn sân khấu kim luôn manipulation. Manipulation là gì thì chắc là các bạn search với mình. Ông đó ông tập được tất cả những cái skill khó trong manipulation. Nhưng mà khi mà ông đi diễn thực tế á, thì ông lại chỉ xài có khoảng 30% những cái gì mà ông học được thôi, chứ ông không dùng hết 100% những cái gì ông tập. Đó, cái đó là cái mình thích. Thì mình sẽ dẫn chứng từ câu đó qua cái việc là tại sao không nên áp dụng kỹ thuật cao cho khán giả layman. Trước tiên nói gì nói thì cái việc không phải là bạn không nên tập kỹ thuật cao, mà kỹ thuật cao nó có một cái lợi, đó chính là nó sẽ giúp bạn, thứ nhất là giống như mình nói vậy đó, giống như Jeff McBride đã tập, nó giúp bạn vững được kỹ thuật, tự tin trong cái việc sử dụng sleight of hand của mình. Cái thứ hai đó chính là giúp bạn có thể nhìn nhận một cái kỹ thuật theo nhiều khía cạnh khác nhau. Và cái này nó sẽ dẫn tới cái thứ ba, đó chính là giúp bạn có thể tăng được cái khả năng sáng tạo của mình. Thật ra có thể bạn sáng tạo một cái cùng một nguyên lý đó thôi, nhưng mà cách làm khác một tí xíu thì đó cũng là riêng của bạn. Cái đó mình cũng không có nguồn nào dẫn chứng là bạn không nên làm như vậy. Bạn có thể đọc sách nhiều hơn để nghiên cứu nhiều hơn vậy thôi. Đó thì nó chỉ là nếu mà bạn đọc kỹ thuật cao nó sẽ được những cái đó theo như mình thấy. Thì cái này mình sẽ quay qua cái vấn đề là vậy tại sao không nên áp dụng. Thì cái này nó nằm ở cái cảm nhận và cái suy nghĩ của khán giả. Bởi vì thực ra khán giả họ không biết gì hết, họ thực sự họ không biết gì đâu. Cho nên á, khi mà bạn dùng những cái gì mà nó cao siêu quá, mà nó nhiều động tác quá, thì khán giả họ tự mặc định là bạn đang muốn giấu giếm cái gì đó. Bạn tin mình đi, thật sự luôn, mình đã gặp rất là nhiều người ra ngoài hàng thuyên với mình, những đứa em muốn ra trải nghiệm thử cảm giác đi diễn thực tế, nhưng mà lại tập những cái trò giống như là của Doan nè, của Dem Day, của Bonta The Mist nè, rồi nhiều người nữa, mà những cái DVD mới bây giờ các bạn thấy đó là nổi một cái double clip thôi mà họ có thể xoay mấy vòng. Mình nhìn thì rất là đẹp nha, mấy bạn nó diễn được luôn, không lộ, nhưng mà mình muốn biết tại sao khán giả cũng không có phản ứng. Không, cái này là trải nghiệm thực tế. Nếu như các bạn có điều kiện thì mình sẽ dẫn các bạn đi thử. Mình đã có những nhân vật dẫn chứng cụ thể cho các bạn luôn. Đó chính là những người em trong nhóm, nhất là Hoàng nhỏ đang phụ mình quay đằng sau kia. Thiệt, mình nói thiệt, nếu như các bạn có thì mình sẽ có thể bê em thẳng với mình, hoặc là với Hoàng nhỏ, để tụi mình có thể chia sẻ những câu chuyện của mình cho các bạn. Từ đó mình mới rút ra là thực ra là mình làm càng đơn giản, khán giả càng khó biết. Giống như mình thậm chí là mình làm một cái double clip nó rất là cơ bản luôn á, nó như giống như là một cái double clip của Divining á, là bạn chỉ cần cầm dở lên thôi là nó giống như này nè. Mình sẽ ví dụ thôi nha, thì đó mình thường thì đó mình chỉ cần làm như vậy thôi là xong rồi. Mình làm 7 năm nay không có cái lần nào lộ hết á, chỉ lộ khi mà nó lộ thiệt thôi. Nó bị lộ thì là nó lộ, nhưng còn mình cũng không biết tại sao là những kỹ thuật cao kia không lộ, nhưng mà họ vẫn không tin, họ vẫn nói là đó, cái này là gì này đúng không? Thế là tất cả mọi người đều không giải thích được. Từ đó mình mới rút ra được là thật ra thì khi mà các bạn gặp khán giả thì cứ cơ bản nhất mà xài đi. Thì cái clip này mình cũng chỉ mong muốn là chia sẻ như vậy thôi, là để như sao, mình không muốn nói là các bạn chỉ nên tập những trò cơ bản mà không nên tập những kỹ thuật cao. Không, mình không có đó, mình không có bác bỏ cái việc tập kỹ thuật cao. Mình chỉ muốn giải thích đó lên là nếu như các bạn xác định mình là người đi diễn cho những khán giả bình thường, hoặc là các bạn đơn giản là các bạn muốn thích diễn thôi,
các bạn thích diễn nhiều, các bạn thích đi ra ngoài diễn thì đó, đó là những cái kinh nghiệm mình đi được. Đó chính là cứ cơ bản mà chơi, cứ cơ bản mà diễn nó sẽ thoải mái hơn. Còn có thời gian thì cứ cập kỹ thuật cao vậy thôi. Vậy nghe, nếu như các bạn thấy video này hay, xin hãy like, share, subscribe cho mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tạm biệt.